Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 8 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Khi xe có camera hành trình đi đến ngã tư giao đường Huyền Quang và đường Bình Than, phía trước là các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Cửa phía sau của xe van màu trắng do không được đóng chặt đã bất ngờ mở ra, từ thùng xe rơi ra chiếc xe máy điện xuống lòng đường. Rất may vì đang dừng, không di chuyển nên không có va chạm với người và phương tiện phía sau. Với tình huống bất cẩn này, không chỉ thiệt hại về hàng hóa, lái xe còn bị xử phạt từ 600.000 đến 800.000 theo Nghị định 100 năm 2019.